Tôi làm việc kính chào khán giả của đài BYN, xin anh Giao gửi lời chào đến khán giả của đài. Tôi là Đỗ Đăng Giao, xin kính chào quý khán giả của Đài VOA. Vâng, thưa anh Giao và thưa khán thính giả, có lẽ là chúng ta đang còn rất là quan tâm về một cái sự kiện mới xảy ra nhất, đó là sự kiện anh blogger Nguyễn Văn Hải, người mới từ nhà tù đi thẳng qua Hoa Kỳ này. Thì trước hết khi mà nói đến anh Nguyễn Văn Hải thì chúng ta cũng phải nói cái lý do nào mà anh đã bị ở tù lâu như vậy và nó tạo nên một sự quan tâm đặc biệt đối với cộng đồng người Việt Nam cũng như là đối ngay cả chính giới Hoa Kỳ đây. Thưa anh, có thể nói đó là anh Điếu Quẩy Nguyễn Văn Hải đó là cái người đầu tàu trong của cái phong trào mà chống Trung Quốc. Tại vì anh ấy, cũng như mà một số bạn là cái người đầu tiên mà dâng cái biểu ngữ chống Trung Quốc phải không ạ? Ở cái Ở Sài Gòn, vâng. nhà hát ở Sài Gòn thì có thể nói về cái phong trào chống Quốc, anh ấy là cái người là một trong người đi đầu về cái chuyện đó. Và anh lại biết được nhiều hơn nữa là sau đó đó anh ấy lập ra cái câu lạc bộ nhà báo tự do, và cái suốt cái thời gian hoạt động của anh ấy, thì anh đã làm rất là nhiều việc, và anh cũng ở tù lên ở tù xuống cho tới khi mà bị trục xuất ra bên ngoài Hoa Kỳ. Anh có lẽ là một trong những cái nhà đấu tranh mà có lẽ là nổi tiếng nhất ở Việt Nam. Vâng, thưa anh thì trong cái một lần hoặc trong cái diễn văn nói về liên quan đến vấn đề bang giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ thì và ba nói về vấn đề nhân quyền ở tại Việt Nam thì Tổng thống Obama cũng đã đề cập đến ông Điếu Cày này, Nguyễn và đây là một sự quan tâm rất đặc biệt tại vì anh Điếu Cày ngoài cái chuyện mà Cộng sản Việt Nam bắt anh ấy, khi mà anh ấy là một trong những người đầu tàu để mà kêu gọi mọi người chống lại cái sự xâm lăng của Trung Cộng và lại là cái người đầu tàu để mà thành lập nên cái câu lạc bộ tự do báo chí. Cái điều đó nó đã anh bị đi tù không phải vì những cái chuyện mà anh đã làm mà là Cộng sản Việt Nam lại kết tội anh ấy từ cái chuyện anh ấy về vấn đề thuế. nhưng mà thưa anh, không Nhưng phải mà hết cái tù thuế rồi đó thì lại xử anh về cái tội chống lại nhà nước. Thành ra đây là một cái điểm khá đặc biệt và lại là cái người mà phải nói rất là kiên cường trong suốt cái thời gian đi tù cộng sản và được thế giới rất là quan tâm. Cái điều mà người ta ngạc nhiên đó, là khi trước đây á, cụ Huy Hà Vũ cũng từ thẳng từ nhà tù đi lên ra phi trường Nội Bài lên máy bay và đi qua Hoa Kỳ. Và lần này anh Điếu Cày Nguyễn Hải cũng từ ở nhà tù và đi thẳng ra phi trường tới Hoa Kỳ này. Thì thưa anh, rất nhiều người thấy rằng cái sự mà cái chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ để lấy những cái người tù mà tranh đấu cho tự do dân chủ từ thẳng trong nhà tù đi qua Hoa Kỳ này, nó như là một cái sự trao đổi giữa cái nhà nước Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Việt Nam dùng những cái người đấu tranh cho tự do dân chủ là một con tin để trao đổi với Hoa Kỳ. Và cái điều này đó rất nhiều người đã lên tiếng và ngay cả chị vợ cũ của anh Nguyễn Hải Nguyễn Hải là bà bà Dương Thị Tân. Dương Thị Tân cũng đã nêu vấn đề này, tức là nó có lợi, nó chỉ lợi cho cá nhân nhưng mà nó lại tác động bất lợi cho cái phong trào đấu tranh dân chủ ở trong nước. Thì anh nghĩ như thế nào? Thì anh đúng như vậy, thì đúng là cái cách thức của cộng sản, một trong những cái cách thức mà cộng sản Việt Nam sử dụng đó, để đối phó với lại những cái phong trào đấu tranh chủ, và đặc biệt là đối với một số các nhà dân chủ mà họ rất là e ngại đó, là cái cách làm sao để đưa được những người đó ra nước ngoài. Cái chuyện đó nó đã từng xảy ra, mà hai cái vụ việc xảy ra mà gần đây nhất mà có lẽ là được nhiều người quan tâm nhất là cái vụ mà ông cụ Hạ Vũ cũng đi thẳng từ nhà tù ra phi trường đi luôn, và anh Nguyễn Văn Hải cũng từ phi trường đi ra nhà tù. Nhưng mà nó có hơi khác là cái chuyện mà ông cụ Hà Vũ đó thì người ta có thể biết trước được, dù người ta biết rằng là người ta sẽ biết là ông sẽ được thả, là tại vì cái khi mà ông ấy qua bên này đó
thì bà vợ của ông ấy đã qua trước rồi. Và người ta đoán chắc là ông ấy sẽ được thả và sẽ đi qua bên này. Nhưng còn cái cách thức mà đi từ nhà tù đi như thế nào đó thì thường thường là họ vẫn làm như vậy. Họ không muốn rằng là cái giới đấu tranh ở trong nước đó có thể tiếp xúc được với cái người tù mà sắp được thả. Thì nhưng mà trường hợp của anh Hải đấy thì phải nói là hoàn toàn bí mật, là tại vì không ai biết gì hết. Anh ấy người ta dẫn anh ấy từ nhà tù đi thẳng ra phi trường và đi qua máy bay. Có lẽ chỉ có hai bên biết được là nhà nước Cộng sản Việt Nam và chính phủ Hoa Kỳ, là tại vì đi theo anh Nguyễn Văn Hải từ nhà tù ra phi trường là có hai nhân viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ. Thì cái chuyện mà người ta nói đây là một cái sự dàn xếp giữa chính phủ Hoa Kỳ và nhà nước Cộng sản Việt Nam thì tôi nghĩ nó đúng là như vậy. Thế anh, Cộng sản Việt Nam đó, thì muốn đưa anh đi khỏi, mà không phải là để khỏi bị mang tiếng về cái vấn đề nhân quyền, nhưng mà đồng thời đó, theo kinh nghiệm của họ, họ nghĩ, và cái điều đó nó cũng phải là không có căn cứ, là bất cứ một người nào dù là trong nước đấu tranh tích cực tới cái mức nào, dù như thế nào, nhưng mà một khi mà đã đi ra khỏi nước rồi đó, thì cái ảnh hưởng ở trên cái phong trào đấu tranh nó giảm đi. Nó không phải là nó chỉ đúng ở Việt Nam, nó đúng ở bên nhiều quốc gia khác. Cũng như là anh nhớ là những nhà lãnh đạo của cái phong trào Thiên An Môn đó, hồi đó là nổi tiếng như còn, nhưng mà khi mà đi qua Hoa Kỳ rồi thì cũng chìm luôn. Thì cái đó là một cái phương cách của Cộng sản Việt Nam để đối phó với cái chuyện như vậy. Chúng ta nên nhớ, có nhiều người nói rằng là đây là một cái sự sai lầm của chính phủ Hoa Kỳ. Thực ra đó, đối với chính phủ Hoa Kỳ đó, họ làm để được việc cho họ, chứ không phải là họ là phải phục vụ cho cái cuộc đấu tranh ở Việt Nam. Đây là một cái chuyện là trả giá qua lại, họ đòi cho Cộng sản phải nhượng một số điểm và đổi lại là họ sẽ nhường lại, chẳng hạn như cái chuyện là TPP hoặc là cái chuyện mà bán vũ khí sát thương, thì hai bên tức là cũng có trả giá với nhau và nó xảy ra cái chuyện như vậy. Mình á, là cái người mà nằm, anh Nguyễn Văn Hải là một cái con tim để cho mà hai bên trả giá với nhau và nó sự việc nó đã xảy ra như vậy. Chúng ta nên nhớ là Hoa Kỳ bất cứ họ làm cái chuyện gì là vì lợi ích của họ, chứ không phải là để phục vụ cho cái cuộc đấu tranh ở Việt Nam. Thành ra nếu mà chắc như bà Dương Thị Tân nói thì không phải là không đúng, nhưng mà đấy nó không phải là cái mục tiêu của Hoa Kỳ. Họ nghĩ rằng là cái chuyện nó có lợi, ít nhất là đối với Quốc hội, phải không ạ? Thì cái chuyện mà nhà nước giải Việt Nam thả Nguyễn Văn Hải đó, dầu sao đó, thì cũng để chính phủ cũng dễ ăn nói hơn với lại Quốc hội. Vâng, thì khi mà nhìn thấy một cái chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ như vậy đó, chúng ta thấy là chúng ta thường hay đề cập tới một cái chính sách về vấn đề nhân quyền của Hoa Kỳ hay nói chung của các quốc gia Tây phương, thì cũng có người cũng đã đề cập tới, thì những cái chính sách đó bất quá nó chỉ là cái chiêu bài của các cái quốc gia tự do dân chủ ở Tây phương, dùng cái đó để tạo những cái áp lực đối với những cái thể chế độc tài để họ có những cái trao đổi, những cái thương thuyết về cái quyền lợi của họ. Vậy thì thưa anh, mình hy vọng gì và kỳ vọng gì vào với những cái mình gọi là chiêu bài đó? Thế mình nói dùng cái chữ chiêu bài theo tôi nghĩ đó thì nó cũng có thể là nó cũng hơi quá. Thực sự đó là Hoa Kỳ họ cũng quan tâm đến cái vấn đề nhân quyền chứ không phải không, nhất là Quốc hội Hoa Kỳ cũng như là các cái tổ chức nhân quyền, phải không ạ? Ở đây họ cũng quan tâm thực sự, và thực ra Quốc hội Hoa Kỳ cũng rất quan tâm đến vấn đề nhân quyền. Chúng ta đã thấy nhiều lần Quốc hội Hoa Kỳ đã đưa ra những cái nghị quyết, phải không ạ? Đã có những các cái đại diện, các cái thượng nghị sĩ, các cái nhà dân biểu cũng đã phát biểu rất là gay gắt về cái này và đã đòi hỏi bên hành pháp Hoa Kỳ là phải có những cái biện pháp như thế nào kia đối với vấn đề mà vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Tức là không phải là họ không quan tâm, nhưng mà đối với lại chính phủ Hoa Kỳ đó, họ cũng quan tâm, nhưng mà nó lại không phải là cái ưu tiên trong những cái chuyện thương lượng.
nếu mà họ thêm được cái vấn đề nhân quyền vô thì tốt, nhưng mà nó cái tiêu chuẩn hàng đầu để mà khi thương lượng đó nó lại không phải là vấn đề nhân quyền, có thể nó là vấn đề quân sự, nó về vấn đề an ninh, vấn đề kinh tế, chứ không phải là vấn đề nhân quyền. Tuy rằng mình không nói là họ không có cái gì nhân quyền trong đó, họ cũng đòi hỏi cả vấn đề nhân quyền, nhưng mà nếu mà được thì tốt, mà không được, mà được những cái mà họ cho là ưu tiên hơn đó, thì họ vẫn làm. Thành ra nhiều khi mình nghĩ rằng là họ không có coi trọng về nhân quyền, thực ra họ có coi trọng vấn đề nhân quyền, nhưng mà cái ưu tiên đó, cái vấn đề nhân vẫn quyền là quyền lợi, phải không anh? Nó không phải là cái ưu tiên hàng đầu trong các cuộc thương lượng của Hoa Kỳ, thưa anh. Vâng, thì chính vì vậy mà chúng ta mới nói đây là một cái chiêu bài, bởi vì họ đề cập đến vấn đề nhân quyền, họ đòi hỏi cái đối phương phải thực thi một số để chứng minh cái nhân quyền của mình. Đó. Và cái quốc hội, mặc dù chúng ta thấy quốc hội Hoa Kỳ đã có những cái lên tiếng về vấn đề vi phạm nhân quyền, nhưng mà chưa bao giờ quốc hội Hoa Kỳ đưa ra một cái luật để mà có thể có những cái chính sách để mà áp dụng cho những cái quốc gia mà vi phạm nhân quyền, chẳng hạn như ở Việt Nam. Thì chúng ta thấy hầu như là chỉ lên tiếng, và những cái gọi là những cái nghị quyết và những cái gửi ghép đó nó chỉ mang tính cách biểu tượng chứ không phải là luật. Hành vi vậy chúng ta thấy rõ là Cộng sản Việt Nam hoặc là các cái quốc gia đó về độc tài, họ hiểu rõ những cái chính sách đó của các quốc gia Tây phương, hành như họ vẫn không kè và họ vẫn làm theo cái điều họ làm, và nếu họ cần thì họ sẽ có những cái con bài mà họ đang nắm trong tay đó. Ở đây quý vị đòi hỏi về nhân quyền, đòi hỏi phải phóng thích người này người kia, chúng tôi sẽ làm cho quý vị. Thì ngược lại quý vị phải đáp ứng những cái điều mà chúng tôi đang mong muốn. Thì rõ ràng chúng ta thấy nó là một chiêu bài, và cái chiêu bài đó, vậy thì chúng ta, những cái lực lượng đấu tranh, chúng ta khai dụng như thế nào với chiêu bài này? Thưa anh, chúng ta không có thể làm thay đổi cái tính toán, những cái suy nghĩ của cái bên chính phủ Hoa Kỳ được. Chúng ta chỉ có thể là dựa vào những cái tình hình nó chuyện nó xảy ra, và chúng ta làm tốt dựa trên những cái gì mà chúng ta có thôi. Thì cái đó là tôi nghĩ là cái suy nghĩ mà nó thực tế nhất. Chúng ta đừng có quá kỳ vọng vào chính phủ Hoa Kỳ làm cái chuyện này, làm cái chuyện khác cho cái phòng đấu tranh. Chính phủ Hoa Kỳ làm bất cứ chuyện gì cũng vì nước Mỹ hết, chứ không phải là làm cho bất cứ cái gì. Chúng ta nên nhớ là một trong những vấn đề mà chính phủ Hoa Kỳ đang quan tâm đó là vấn đề mà cái sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông. Họ muốn giới hạn cái sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông. Mà Việt Nam ấy, ở cái thời điểm này ấy, nó lại nằm vào một cái vị trí rất là cái quan trọng. Mà nếu mà Hoa Kỳ đó mà có thể chiêu dụ được Việt Nam, phải không ạ, về cái phe của mình đó, thì cái chuyện mà họ ngăn chặn cái sự bành trướng của Trung Quốc ấy, nó rất là thuận lợi. Thuận lợi hơn bất cả các quốc gia nào ở Đông Nam Á. Và vì vậy đó, ở cái thời điểm này đó, cái vị trí của Việt Nam trong cái chuyện mà Nam Thái Bình Dương đó, trên Đông Nam Á đó, nó có một cái vị trí quan trọng đặc biệt trong những cái chuyện thương lượng về an ninh trong vùng, về cái chuyện mà lưu thông hàng hải ở Biển Đông, phải không? Thành ra nó chính phủ Hoa Kỳ cũng có phải, vì cái tính toán của họ, họ cũng có phải nhân nhượng phần nào để họ không có muốn rằng là ép Việt Nam là không có con đường nào khác mà phải ngả vào Trung Quốc. Okay. Thành ra mình cũng phải hiểu như vậy. Vâng, thì thưa anh, thì chúng ta cũng có nhiều lần nói về cái chính sách xoay trục của Hoa Kỳ khi mà chuyển trục từ qua vùng Thái Bình Dương và đặc biệt vùng Đông Nam Á. Và cái Hoa Kỳ đang cố thành lập những cái liên minh để mà đối đầu lại với những cái sự bành trướng của Trung Cộng. Và chúng ta cũng đã từng nói là trong cái liên minh đó, nếu không có Việt Nam thì cái liên minh đó nó sẽ què đi mất một chân. Thành như vì vậy mà chúng ta thấy cái sự kiện mà chúng ta rất rõ trong cái thời gian vừa qua, khi mà Hoa Kỳ vận động cách ráo riết để mà cho Việt Nam đáp ứng một số những đòi hỏi để Hoa Kỳ có thể chấp nhận là hủy bỏ cái lệnh cấm sát thương cho Việt Nam, và trong tương lai về cả về vấn đề TTP. Thì rõ ràng là vấn đề của chúng ta, vấn đề Việt Nam là vấn đề của chúng ta. Và nếu chúng ta không
tự giải quyết vấn đề của chúng ta mà chỉ trông ngóng vào những cái áp lực của quốc tế hoặc là trông ngóng vào sự hỗ trợ của các quốc gia như Hoa Kỳ, thì có lẽ lịch sử Việt Nam lại tái diễn lần nữa là họ sẽ quay mặt trước những cái đòi hỏi của dân tộc mình. Thành nếu mình không đứng thành đúng như vậy, vẫn sử dụng áp lực của quốc tế để đấu tranh cho nhân quyền, cho tự do Việt Nam, nhưng mà nó là chỉ là một phần trong những cái chuyện mà chúng ta phải làm thôi. Còn có những chuyện khác nó quan trọng hơn, nó căn bản hơn mà chúng ta phải làm. Khi mà chúng ta làm tốt được những cái việc khác đó, thì cái sự hỗ trợ của quốc tế đó, nó sẽ tự nhiên, nó sẽ tăng lên. Nó đã từng xảy ra ở những cái quốc gia mà đã tự giải phóng mình, thì nó đã có rất nhiều thí dụ như vậy thôi. Vâng, thì thưa anh, khi mà mình nhìn thấy cái chính sách đối ngoại, chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đối với riêng ở tại Việt Nam, nhìn thấy là vì cái quyền lợi của Hoa Kỳ, vì cái vấn đề liên quan đến vấn đề an ninh tại Biển Đông và vấn đề mà giao thông tại Biển Đông, thì Hoa Kỳ sẽ có những cái sự hy sinh khác để mà họ đạt được cái mục tiêu như vậy đó. Và khi mà Hoa Kỳ vẫn tiếp tục cái chính sách là đưa những cái người mà có tầm vóc đấu tranh ở tại Việt Nam á, mà đi qua Hoa Kỳ đó, thì nó làm cho cái phong trào đấu tranh ở trong nước á, có thể bị ảnh hưởng. Nhưng mà có điều mà có lẽ là chúng ta quan tâm đến là những cái người mà đi ra như Củ Hà Vũ, như là anh Điếu Cày này, đó, liệu có thể tiếp tục con đường đấu tranh mà họ đã và đã làm trước đây ở tại Việt Nam, hay là họ sẽ bước đi như những một số các nhà đấu tranh dân chủ từng được Hoa Kỳ đưa ra qua Hoa Kỳ này, trở thành từng bước lui dần vào trong bóng tối này. Thế thì có lẽ chúng ta sẽ thảo luận về cái vấn đề này sau một số những quảng cáo thương mại. Xin quý vị vẫn giữ màn hình.